ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Nhân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm động viên và tặng quà cho lực lượng y tế đang làm việc tại các bệnh viện giả chiến và bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Đoàn đã đến thăm động viên và tặng quà cho lực lượng y bác sĩ và nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện điều trị Covid-19, bệnh viện 30 tháng 4, bệnh viện giải chiến số 1, bệnh viện giải chiến số 2, sau khi nghe đại diện các bệnh viện thông tin nhanh về công tác điều trị, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, ông Dương Sà Kha đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực không ngại khó khăn của tập thể cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế đã tận tình trách nhiệm trong công tác điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Bên cạnh đó, ông Dương Sà Kha cũng chia sẻ khó khăn vất vả đến các lực lượng tuyến đầu đã gác lại việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch đồng thời mong muốn các y bác sĩ và nhân viên y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cố gắng giữ an toàn để tránh lây nhiễm chéo, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chung tay cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng vượt qua khó khăn để lùi dịch bệnh COVID-19.